Chào Hoa chào đón tất cả quý vị khách quý đang cùng đến tham dự chương trình Seoul Hồ Chí Minh Hairstyle Symbol Seoul cho buổi tối ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng theo dõi với phần trình diễn mở màn ấn tượng với sản phẩm màu nhuộm 1, 2, 3 với các tông màu xám, xám xanh ngọc và xám tím của nhà tạo mẫu Sơn Vương, và đặc biệt là sản phẩm vẽ tạo hình trên tóc của nhà tạo mẫu Tóc Nhân đến từ Huế. Và thưa quý vị, với chương trình ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đang cùng chào đón quý vị khách quý cùng đến chương trình của công ty mỹ phẩm Hồng Phước. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đang cùng hiện diện ở đây là những người đam mê về ngành tóc và cùng thực hiện với một chương trình rất ấn tượng. Và thưa quý vị, với công ty mỹ phẩm Hồng Phước của chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị khách quý đã cùng cộng tác với công ty trong suốt thời gian qua, và một lần nữa nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị khi cùng đến tham dự trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cùng đến tham dự chương trình Seoul Hồ Chí Minh Hairstyle Symposium, chúng tôi rất vinh dự đón tiếp và trân trọng giới thiệu quý vị khách quý đến từ Hàn Quốc. Xin được giới thiệu Mr. Hong, chủ tịch công ty Enveco. Và chúng tôi xin được giới thiệu nhà tạo màu tóc đến từ Hàn Quốc, Miss Lina Kim. Về phía công ty mỹ phẩm Hồng Phước, xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Úc, giám đốc công ty mỹ phẩm Hồng Phước, trưởng ban tổ chức. Vâng, và hai vị khách quý của chúng ta đã cùng hiện diện trên sân khấu này đây. Ít phút nữa thì chúng ta sẽ gặp gỡ các vị khách quý cùng với những kiểu tóc thật ấn tượng. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Úc, giám đốc công ty mỹ phẩm Hồng Phước, trưởng ban tổ chức chương trình sẽ lên phát biểu khai mạc chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón ông Phan Văn Úc. Alo. Trước tiên cho mình gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị nhà tạo mẫu tóc từ Bắc vào Nam. Hôm nay là một ngày rất là vui. Vui là các anh chị đã bỏ ra thời gian để đến chung vui cùng với chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay, mục đích của công ty đơn giản chỉ là tạo ra một cái sân chơi cho tất cả các anh chị nhà tạo mẫu tóc. Hôm nay là một cái chương trình ngày đầu tiên của công ty Hồng Phước để mà tạo một cái sân chơi. Thì công ty sẽ mỗi năm sẽ tổ chức vào ngày 26 tháng 11 của mỗi năm là công ty sẽ tổ chức một cái chương trình như vậy. Thì trong năm nay cũng là cái chương trình đầu tiên để mình tạo nên một cái sân chơi cho tất cả các anh chị salon. Thì mình mong rằng trong năm sau, tất cả các anh chị salon lớn hay nhỏ đều có thể tham gia chương trình này, tạo ra những cái mẫu tóc đẹp, ấn tượng để phục vụ cho tất cả ngành tóc của chúng ta. Hôm nay tôi chân thành cảm ơn tất cả các anh chị hiện diện ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Để cho chương trình không có kéo thời gian và do một cái sở trục trặc về kỹ thuật, cho nên là xin tuyên bố chương trình được bắt đầu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ông Phan Văn Úc, giám đốc công ty mỹ phẩm Hồng Phước, trưởng ban tổ chức với lời phát biểu khai mạc vừa rồi. Và một lần nữa chúng tôi cũng chân thành cảm ơn sự nhiệt quý báu của tất cả quý vị khách quý. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa mà chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay chương trình như lời tuyên bố khai mạc của ông Phan Văn Úc. Xin mời quý vị sẽ hướng lên màn hình. Tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi với màn chiếu này và cái tên gọi Seoul Hồ Chí Minh City của chúng ta, cũng như với một chương trình rất đặc biệt thì chúng ta sẽ chào đón ngay một nhà tạo mẫu tóc đến từ Hàn Quốc như lúc đầu chúng tôi giới thiệu, đó chính là Miss Lina Kim. Xin một tràng pháo tay chào đón Miss Lina Kim thưa quý vị. Và những tràng pháo tay của chúng ta có thể kéo dài hơn nữa được không quý vị khách quý? Chúng ta dành tặng cho nhà tạo mẫu tóc Lina Kim. Vâng, và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần thực hiện tạo mẫu tóc của nhà tạo mẫu tóc Lina Kim cùng với kỹ thuật viên của HP, và xin mời phiên dịch của Lina Kim sẽ cùng hướng dẫn. Xin mời bạn.
sẽ được nhuộm màu để chúng tháo rượu. Đầu tiên chúng ta sẽ pha màu đỏ rượu với tỷ lệ 1 OT và 1 màu. Trong công tác chuẩn bị đã xong và ngay bây giờ hai vị chuyên gia của chúng ta sẽ cùng thực hiện với hai kiểu nhuộm tóc cho hai người mẫu trên sân khấu đây. Thank you.
nhuộm màu với oxy nồng độ khoảng 6% thì khách hàng sẽ dễ dàng bị dị ứng. Do đó chúng ta chỉ nên dùng oxy tối thiểu khoảng đến 3%. Và đối với người mẫu này thì tóc đã được tẩy màu 2 lần. Quý vị khách quý, trong thời gian chúng tôi sẽ thực hiện với các bước trên kiểu tóc của hai người mẫu này, với các bước để thực hiện nhuộm tóc, thì chúng tôi xin mời quý vị khách quý trong thời gian này có thể chúng ta sẽ đi đến các bàn để chúng ta sẽ dùng tiệm buffet ngay bây giờ luôn, để cho quý vị không chờ đợi lâu hơn nữa ạ. Em biết các anh chị hôm giờ này là bắt đầu chương trình trễ là cũng quá giờ để chúng ta sẽ bắt đầu tiệc, nên chính vì vậy từ phía anh Út cũng như ban tổ chức của chúng tôi mong rằng là bây giờ chúng ta sẽ ra để chúng ta lấy thức ăn rồi quay trở lại bàn ngay bây giờ thưa quý vị, để chúng ta vừa dùng tiệc và vừa theo dõi luôn. Trong cái bước để chuẩn bị cho cái đầu nhuộm này thì cũng mất thời gian cũng ít phút, nên chính vì vậy xin mời quý vị. Vâng thưa quý vị, và tiệm buffet của chúng tôi bên tay trái và bên tay phải đều có, nên quý vị. Vâng thưa quý vị, bên tay phải là tiệc mặn và bên tay trái là tiệc chay. Nên quý vị nào ăn chay thì quý vị liên hệ với đội ngũ nhân viên của chúng tôi để hướng dẫn quý vị qua phía bàn tiệc buffet chay, để chúng ta sẽ dùng món chay cũng như món mặn thì bên góc bên tay phải. Chính vì vậy, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thông báo đến quý vị. Và trong khi quý vị chúng ta lấy thức ăn thì quý vị có thể vui lòng chúng ta vừa lấy thức ăn xong quay trở lại và bàn vị trí, vừa dùng tiệc và chúng ta vừa theo dõi các bước đang thực hiện trên hai kiểu tóc nhuộm do hai chuyên gia đến từ Hàn Quốc của chúng ta thực hiện. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo, ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ bắt đầu dùng tiệc buffet cho buổi tối ngày hôm nay. Về phía bên góc bên tay trái sẽ là tiệc buffet chay và bên tay phải là buffet mặn. Và quý vị khi đến với chương trình chúng ta có những tấm vé tham dự, xin quý vị vui lòng chúng ta giữ lại với những tấm vé này có những con số may mắn để chúng ta sẽ tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng vào cuối chương trình. Và những phần quà có giá trị từ 10 triệu, 5 triệu đồng và 2 triệu đồng sẽ đang chờ đón tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Ok, tốt. Phần chân tóc của chúng ta tương đối khỏe hơn, chúng ta phải cần bôi thuốc đòi ớt nhiều và cần thời gian lâu để tắm thuốc, nên chúng ta sẽ bôi thuốc từ đó và chảy ra phần gốc ngọn tóc để nó tóc chúng ta nhiều yếu hơn. Thank you.
tổ chức, chúng tôi xin được mời nhà tạo mẫu tóc K5 về phía cánh gà sân khấu gặp ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời nhà tạo mẫu tóc K5 trở về khu vực cánh gà sân khấu để gặp ban tổ chức ngay bây giờ. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ thì nhà tạo mẫu tóc của chúng ta gần sắp xong quá trình nhọn tóc cho người mẫu này, vì cái lượng tóc rất là ít. Mình trong khi chúng ta dùng tiệc buffet, quý vị có thể cùng vừa hướng lên màn hình để chúng ta cùng theo dõi những giai đoạn và hai chuyên gia của chúng tôi đến từ Hàn Quốc đang thực hiện kiểu tóc nhuộm trên hai mái tóc của người mẫu này.
tóc thì chúng ta tiến hành nhuộm tóc. Thì nếu như mà chúng ta thường xuyên dùng lượng để chải tóc cho thuốc nhuộm ra phần đuôi tóc thì như vậy dễ làm gây tổn hại tóc, nên hạn chế tối đa việc dùng lượng. Chúng tôi xin mời quý vị khách quý chúng ta hướng lên sân khấu, bởi vì trong giai đoạn của chúng tôi bỏ thuốc nhuộm vào trong mái tóc của hai người mẫu đã thực hiện xong. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời các vị chuyên gia đến từ Hàn Quốc của chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần biểu diễn cắt tóc. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ mời hai người mẫu sẽ vào bên trong để chuẩn bị cho cái phần thực hiện giai đoạn tiếp theo cho mái tóc nhuộm của hai bạn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị khách quý chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu để chúng ta sẽ theo dõi với biểu diễn cắt. Nhà tạo mô tóc Lina Kim đang thực hiện trong giai đoạn để hoàn thành
bước bỏ thuốc nhuộm trên mái tóc của người mẫu thứ hai của chúng ta. Và hiện tại cô đang cùng thực hiện những giai đoạn tiếp theo là để bỏ thuốc vào chân tóc của người mẫu của chúng ta để cho hoàn thành các bước này. Sau đó cô sẽ thực hiện với thực hiện tiếp theo phần biểu diễn cắt tóc cho ba người mẫu. Nên chú ý ở những người có nhiều tóc con thì chúng ta nên nhột cho thật kỹ những phần đó, vì sau này sẽ gây làm cho màu nhột nó sẽ khác màu, không được đẹp. Nên những phần này phải nhột thật là kỹ. Tóc xoa tóc dễ tạo gia tăng nhiệt độ cho tóc. Khoảng 25 phút, không được để quá 25 phút. Sau đây người mẫu của chúng nhà đào mẫu của chúng ta sẽ tiến hành cắt trên 3 mẫu tóc. Và quý vị ơi, trong đó chúng ta dùng tiền mà có thể khích lệ với các người mẫu chúng tôi bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, gia đình nhạc đi coi chúng ta sôi động hơn lên đi ạ. Woo!
đầu hai mẫu nhuộm chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi Miss Lina Kim sẽ thực hiện mẫu cắt theo phong cách Hàn Quốc cho ba người mẫu này. Vâng, mời dành một tráng tay dành tặng cho Miss Lina Kim thưa quý vị. Lúc nào không biết chúng ta phải sôi động lên thưa quý vị ơi. Xin cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên quý vị đang gặp gỡ với người mẫu liên kết được thực hiện trên mái tóc của bạn. Và thưa quý vị, với ba người mẫu của chúng tôi đã được nhuộm màu. Và với tông màu xám đất sét trên mái tóc của người mẫu liên kết, chúng tôi có thể cùng nói qua với công thức thực hiện cho mái tóc của bạn. Với thân tóc 70% Ash của sản phẩm 123, 20% Gray của sản phẩm Teotema. Và chúng ta cũng thấy 10% blue của sản phẩm 123 với tỷ lệ 1.1 oxy 6%. Và ngọn và chân tóc của người mẫu liên kết đã được thực hiện như sau. Gray Teotema tỷ lệ 1.1 với oxy 6%. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi kiểu mẫu cắt tóc theo phong cách Hàn Quốc. Chương trình hôm nay đó là phần biểu diễn cắt tóc từ chuyên gia tạo mẫu tóc Lina Kim đến từ Hàn Quốc. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng ta rất dài và còn rất nhiều phần trình diễn rất ấn tượng và đặc biệt. Và cuối giờ chúng ta sẽ tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng với những phần quà rất đặc biệt và giá trị giải thưởng từ 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 2 triệu đồng đang chờ đợi tất cả quý vị.
nên đưa tóc cùng một độ cao như thế này, cùng một góc như thế này cho đều nhau, để chúng ta khi chúng ta cắt nó không bị lệch nhiều và cái độ hư tóc nó sẽ đều nhau. Dọn ngược cái phần tóc lên chính một vuông góc 90 độ như thế này và sau đó chúng ta tỉa phần đuôi. Sau khi người nhà tạo mẫu của chúng ta cắt xong thì chúng ta có thể thấy chúng cắt sẽ tạo một đường thẳng nhưng giữ cái độ tự nhiên của tóc, việc cơ bản không quá thẳng nhìn cái dấu cắt không có rõ ràng, chúng ta có thể thấy rất là tóc rất là tự nhiên.
chúng ta có thể nhìn thấy cái phần tóc bên này của người mẫu, đây là phần tóc chưa được cắt, và phần máy bên này là phần tóc đã được cắt rồi. Thì phần tóc này chúng ta sẽ thấy nó sẽ tạo cái độ mỏng và độ sáng cho khuôn mặt của người mẫu, và phần tóc bên này là cái phần tóc chưa cắt, thì chúng ta có thể so sánh giữa hai bên. Lần tiên khi chúng ta cắt, chúng ta thường đưa cái phần phía trước như thế này và cắt. Sau đó chúng ta sẽ đưa qua phía bên đối diện nó như thế này và chúng ta tỉa. Và khi đó chúng ta đưa về bình thường thì tóc thì chúng ta sẽ rất là tự nhiên. Để tạo kiểu cho tóc, chúng ta có thể quan sát cách cô xoáy tóc. Sẽ dùng tay vuốt ngược theo cái chiều của quen tóc. Yeah.
nghiêng về phía bên này khi chúng ta tiến hành sấy. Chúng ta sẽ đưa thành một cái vòng tròn như thế này và đưa máy sấy về phía bên hướng mà chúng ta mong muốn. Thì lúc đó tóc của chúng ta sẽ phồng và tạo cái nếp về phía bên mà chúng ta sẽ mong muốn, và chúng ta sẽ kiếp để tạo thành một cái kiểu như thế này. Chúng ta có thể quan sát kỹ cách mà nhà tạo mẫu Lina Kim tiến hành tạo kiểu quay cho cái lọn tóc. Dài như thế này và tóc nhiều như thế này thì cái lượng mà cái răng lớn và thưa như thế này là rất là cần thiết cho những salon khi dùng cho những kiểu tóc như thế này. Chúng ta không nên dùng lượng cái răng quá dài và phải thưa như thế này. Đầu từ phần phía lớp bên trước, sau đó tiến hành lớp hai bên. Và với người mẫu liên kết là một trong ba người mẫu lúc nãy đang trình diễn cho với ba mái tóc đã được nhuộm và sẽ thực hiện kiểu cắt tóc kiểu mẫu của phong cách Hàn Quốc. Và lúc nãy đây thì nhà tạo mẫu tóc Lina Kim đã thực hiện xong giai đoạn cắt và cô ấy cũng đang muốn tạo kiểu cho mái tóc của cô gái người mẫu của chúng ta. Nhưng bây giờ để không mất thời gian của tất cả quý vị mà nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc của chúng tôi sẽ vào bên trong để tiếp tục tạo kiểu. Xin trân trọng kính mời Miss Lina Kim cùng với Mr. Hồng. Một tràng hoa tay với mái tóc đã được cắt xong thưa quý vị. Nhưng ít phút nữa chúng ta sẽ thấy được ba kiểu tóc của người mẫu liên kết Thi Phúc và Phương Dung sẽ được thực hiện xong kiểu mẫu cắt cũng như là kiểu mẫu đã được tạo kiểu. Ít phút nữa sẽ được xuất hiện trên sân khấu này đây. Vâng, và thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi với hai kiểu mẫu trong bốn kiểu tóc sẽ được thực hiện cũng như giới thiệu từ nhà tạo mẫu tóc Hoàng Trang. Nhưng bây giờ đây với hai người mẫu
kiểu mẫu mới ấn tượng Thu Đông sẽ được xuất hiện ngay sau đây. Và Quynh, tất cả chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn dành tặng cho hai người mẫu của chúng tôi. Cỡ top 10 Hoa hậu Việt Nam Tú Anh. Một tràng pháo tay dành tặng cho Tú Anh. Thưa tất cả quý vị, người đẹp Tú Anh đang cùng đến gần hơi với tất cả quý vị. Không để không khí chúng ta sôi động hơn, anh Thư hy vọng những tràng pháo tay quý vị sẽ lớn hơn cả nhạc nữa. Tại địa chỉ 18/2 đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1. Hy vọng những chàng pháo tay quý vị lớn hơn đây được không ạ? À? Để khuấy động không khí buổi tối ngày hôm nay của chúng ta với chương trình đua công ty mỹ phẩm Hồng Phước. Và được thể hiện trên mái tóc của top 10 Hoa hậu Việt Nam Tú Anh và siêu mẫu Bảo Ngọc. Rất ấn tượng và
và cảm ơn siêu mẫu Bảo Ngọc. Và thưa tất cả quý vị, trên sân khấu này nối tiếp chương trình, trước khi chúng ta sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ với Miss Gina Kim cũng như là gặp gỡ Mr. Home, thì trên sân khấu này chúng tôi xin giới thiệu quý vị gặp gỡ với một nhân vật, đó chính là nhà tổ màu tóc Lê Vinh với nghệ danh K5. Và anh sẽ cùng thực hiện với phần trình diễn tiếp theo. Nối tiếp chương trình của chúng ta, xin mời chào đón nhà tổ màu tóc K5 một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thưa tất cả quý vị, vâng, những tràng pháo tay phải lớn hơn nữa ạ. Bởi vì chúng tôi hy vọng là cứ kéo dài như thế này để không khí chúng ta lúc nào cũng nóng và sôi động hơn rất nhiều. Lời nói đầu tiên, K5 xin phép gửi lời chào đến tất cả các anh các chị nhà tàu mẫu tóc, cũng như K5 đang ở đây cũng là nhà tàu mẫu tóc, gửi đến các anh các chị một lời chào thật là âu yếm ạ. Để tiếp tục một cái chương trình ngày hôm nay gọi là một cái cuộc chơi và giao lưu bổ ích và cũng là mang một cái ý nghĩa thương mại lớn, thì K5 xin đại diện cho công ty Hồng Phước nói đến vài điều để gửi đến các anh các chị. Thì ngày hôm nay chương trình không có nhiều thì K5 cũng không có thời gian nhiều để chia sẻ với anh chị. Cho phép K5 được đứng ở nơi này và sẽ làm một vài yếu tố và kỹ năng của một người thợ làm tóc cây nhà lá vườn của người Việt Nam chúng ta. Thank you các anh chị. Và đây là một bộ đồ nghề mà để K5 chuẩn bị kiếm cơm gạo ạ. Các anh các chị nãy giờ chúng ta ăn đồ ăn thấy có ngon không ạ? K5 thấy anh chị em ăn rất là ngon miệng và uống say sưa và bên người thân của mình rất là nhộn nhịp. K5 đang đói bụng cũng thèm ăn lắm nhưng mà trách nhiệm làm cho xong. Xong rồi K5 sẽ giao lưu với anh chị em hết mình. Ok. Đây, bây giờ tiếp tục chương trình thì ngày hôm nay K5 xin được phép làm hai đầu mẫu tóc mà hiện nay là đang thịnh hành nhất và một cái mà mang đến một cái lợi nhuận cho salon của chúng ta nhiều nhất, đó là kiểu tóc uống xăng sóng nước. Và đầu tiên thì K5 xin được phép vô chương trình và cắt qua nhẹ qua cái đuôi tóc và sau đó là thao tác uống và nhộm phối mồm. K5 xin phép bắt tay vào làm việc. Đây, cứ đẩy lên đây. Đừng có đẩy nhiều quá. Trong quá trình K5 làm việc có gì sai sót hay là có một cái đặc điểm gì đó thiếu sót thì mong anh chị em có thể thông cảm và bỏ qua. Dạ. Thông thường thì ở nhà làm việc cho một khách hàng thì K5 rất là niềm nở và từ tốn trong một cái công việc và mọi lúc. Nhưng mà trong cái lúc có thể đứng ở trên một cái mục nào đó hoặc là một cái nơi nào đó mang cảm xúc thăng hoa một tí thì có thể có một cái động tác nào đó nó hơi thừa, mong anh chị em có thể bỏ qua giùm. Và ngày hôm nay thì K5 cũng không có đủ cái yếu tố, cái thời gian để mà chia lớp hay là cắt theo một cái hình học nào đấy, cơ bản nào đấy. Chỉ đốt được đốt cháy công đoạn thôi. Một lần nữa K5 xin được hỏi các anh chị là hai người mẫu của K5 ở đây có được đẹp không ạ? Rất là xinh. Thì thông thường chúng ta uống xăng sóng nước thì cái tóc này cần để độ dài và cũng cần để không nên cắt so le nhiều quá mà ta nên cắt liên kết và một cái so le mỏng thôi. Thì K5 sẽ chọn một cái đường cắt chỉ đơn giản là làm mỏng nhẹ. K5 có được nhảy không ạ? Nhảy nha, đi xây mạnh lên đi, to lên anh ơi. Đây là bán kính
tươi. Tóc bay rất là đẹp. Cái mái tóc này của em này là chưa có được sử dụng qua cái dầu gội của Teo Tê Ma cho nên hơi bị thu cái đuôi. Sau khi mà cái năm cắt xong sử dụng sản phẩm Teo Tê Ma xong thì tóc này rất là ống ả. Ba đường kéo là có thể ra được một kiểu tóc nhất định của một cái dáng tóc. Ok, coi như là em đã được 30% là xong. Anh có thể mời em xuống để em tiếp tục một người đẹp khác. Và mái tóc này cũng chỉ tỉa nhẹ thôi chứ không có cắt nhiều, tại vì Út Săn Sóng Nước cần cái đọt tóc bằng. Bây giờ phải đi đổi cái kéo 6 chấm. Xin phép đi đổi cái kéo nha. Vui lên đi cả nhà ơi. Chúng ta là cái nhà lá vườn mà. Tóc chỉ cắt bằng như thế thôi.
nó le cao, không có dịch từng, chỉ liên kết nhẹ, một cái đuôi nhẹ ở đuôi tóc. Khi mà ta uống xăng xăng nó không có bị nảy cái lọn, nó không làm bị xù cái tóc. Bây giờ tiếp tục thì cho phép K5 nói qua đến cái dòng sản phẩm uống phối màu, đồng thời là mềm quá ở trên cái nền tóc. Hiện tại cái nền tóc này, anh mời em ngồi. Hiện tại trên cái nền tóc này đang là cái sợi tóc đã được ép, đã xử lý qua quá chất rất là nhiều lần. Sợi tóc này không được dưỡng dầu gội ẩm ở nhà thường ngày, tức là không được chăm sóc tóc một cách tốt. Khi mà đến nơi mà ta làm và tiếp theo ta đã làm ra một cái quá chất và thay đổi cấu trúc cấu hình cho cái sợi tóc này, thì K5 đã phân tích ra được là cái sợi tóc này hiện tại bây giờ đang bị bào mòn mỏng rất là nhiều sợi tóc ban đầu. Tức là tóc này đang bị quá chất bào mòn, bị oxy hóa bào mòn, bị nước sôi, nước nóng khi gội đầu bào mòn cái sợi tóc này còn mỏng rất là nhiều. Thì bây giờ chuẩn bị K5 sẽ sử dụng đến một cái dòng sản phẩm uống phối màu, sản phẩm uống mang thương hiệu Milano. Và đây là cái sản phẩm uống thuốc màu. Đây là màu tăng sắc tố, mang mã số 05 màu tím và màu gốc 066. Đây. Nói thật là trong cái quá trình làm việc thì K5 biết là ở dưới có rất là nhiều đàn anh của K5 đang ngồi xem, cho nên là trong lúc làm K5 rất là run. Nhiều lúc làm như thế nào đấy thì mong anh chị em có thể bỏ qua và thông cảm cho K5 giùm nha. K5 là người Việt Nam nhưng mà là dân miền Tây Long Xuyên, cho nên là bao giờ cũng áp dụng theo cái lối sống cây nhà lá vườn. Hồi nãy xin găng tay mà bạn đấy cho có một găng tay thôi. Vô. Em ơi cho bé nhặt giúp anh một tí. Bây giờ K5 xin được phép làm cái hóa chất trực tiếp ở trên đây. Đây là sản phẩm màu nền. Sản phẩm màu nền này là đang có cái màu là red brick, tức là màu nền đỏ. K5 chuẩn bị làm trên cái nền tóc của cô bé này là ở cấp độ 3.0. Cùng lúc uống phối màu, cùng lúc cho hạt màu vào, cùng lúc mềm quá, nhưng thời gian tối đa nhất định từ 10 đến 15 phút. Cái thao tác của K5 làm, cái thao tác vào thuốc, cái thao tác mà đưa cái hạt màu và đưa mềm quá vào sợi tóc an toàn và thời gian nhanh. Và đây là thuốc màu nền. Ở đây thì không có cái cây căn chuyên nghiệp, cho nên là thông thường làm cái đầu này cho khách là tính 3.2 triệu. Thì ngày hôm nay làm cái đầu này không có tính tiền, cho nên nguyên tiếp nặng hết. Và đây trên tay K5 đang cầm là màu gốc, tức là dạng màu nước. Màu này nó thẩm thấu ở trong cái thuốc một mềm quá, nó làm cho cái màu sắc tươi đi mà không bị bay, không bị cái nồng độ mạnh cao của thuốc uống làm bay màu. Đây là màu gốc. Thì thông thường chúng ta làm khi mà phân tích ở trên cái tóc này, nếu như cái da mặt của khách hàng trắng sáng thì ta cho cái màu tím này tối đi, hay là theo cái ý kiến của khách thì ta cho cái màu này tối đa 20 đến 25%. Cả nhà có tin là K5 uống cái này được không? Có ai không tin giơ tay. Sản phẩm này uống vô tư rất ngon. Không ai tin thôi. Nói thật là sản phẩm này làm cái đầu này lấy 3 triệu đi ăn hải sản quá vô tư. Còn đây là màu 05, tức là mang nhãn mác là màu tím.
Và cái màu tím này đồng thời là tăng sắc tố, và nó có công dụng là khi ngày hôm nay chúng ta nhuộm và uống cái đầu này, 3 đến 4 tháng sau cái màu người ta có thể bị nhợt đi một chút, hoặc là nó cũ đi, người khác người ta muốn làm mới. Khi đến salon mình chỉ vượt qua một bước dầu gội không được. Và sau đó chúng ta sẽ có hai cách để làm. Một là lấy cái màu gốc, màu tăng sắc tố, màu tím này cộng với lại một cái màu gốc này, hai cái cộng lại với nhau, bôi lên cái tóc và ngồi tâm sự với khách hàng 20 phút ra màu mới như mới uống. Đấy. Bây giờ là khách hàng người ta muốn chơi lâu thì mình cho cái này tối đa là 20%. Mà khách hàng người ta muốn chơi lâu hơn nữa thì mình cho nhiều hơn nữa. Đảm bảo K5 đổ thuốc vô đây thì ở dưới không ai nhìn thấy ở trong cái ruột. Bởi vì ngồi dưới không thấy được. Chết là có cái găng tay. Em thấy anh Đông Nhân cười em quên cho thuốc uống vào, lát không bị quá được. Đây là thuốc uống Milano nha anh chị. Thuốc uống này chúng ta cho vào mới mềm hóa mới uống được ấy. Anh Đông Nhân anh cười em run quá. Ok, cái lượng tóc này đang rất là yếu. Cái lượng tóc này đang rất là yếu cho nên là cái năm cho cái thuốc uống mềm hóa này tối đa là 20% thuốc. Thông thường tóc khỏe thì cái năm cho 40%. Ok, bước tiếp theo là anh nhờ em, anh chỉ là nhà tạo mẫu tóc cao 1m50 thôi. Em ngồi cao quá. Rồi ok, tròn vô giúp anh. Khi mà chúng ta muốn khách hàng có màu tím, mà đây là ta đánh lên mà ta thấy màu đỏ nó hơi nhiều hơn màu tím, thì ta nên cho màu bù tăng sắc tố, bù vào thêm một tí. Với lại là hôm nay làm chương trình thuốc này không có tính tiền, cứ làm vô tư. Có nhẹ dây chui không thấy sao? Để đi lấy chân này đi. Cái phần này là cái phần quan trọng. Bởi vì thông thường thì các anh chị cửa hàng rất là đông khách, mà cái công việc này các anh chị cũng không thể nào mà lúc nào cũng làm. Có thể là cho nhân viên hoặc học sinh học trò làm, thì các anh chị hãy nên hướng dẫn cái bàn. Cái này là rất là quan trọng nhưng mà nó an toàn. Cái sợi tóc này chúng ta không nên để khô mà chúng ta để ẩm. Bởi vì khi mà để khô ấy thì màu nó sẽ không thẩm thấu vô nhiều nhiều. Lỡ có xịt em thông cảm cho anh. Cái gì anh cũng xin trước mà em không đồng ý cũng vậy. Trời ơi, cười hay muốn chết luôn. Vỗ tay cho giọng cười nào. Quá vui luôn. Khi mà mình làm việc cho người khách mà mình căng thẳng quá trong lúc mình đang làm, lỡ có đau người khách quay lên nhìn mình hỏi tại sao làm đau vậy, mình bảo là cho em đỡ buồn ngủ. Cái thao tác này mình làm vô sát chân tóc mà không vào da đầu. Và cái phần nào mình uống hay là cái phần nào mà tóc nó có 3 phút thì mình cắt nó ra. Còn đây cái thao tác A5 đang làm gọi là gửi thuốc vào trong tóc chứ chưa gọi là nhuộm tóc. Đồng thời đây đang được làm mềm quá phần thuốc uống. Và chương trình của K5 cũng sắp kết thúc rồi. Hiện tại là K5 chỉ được phép làm có 1 đến 2 cái tóc này thôi. Xong rồi K5 đi vào thì sẽ nhường lại một cái sân khấu và một cái chương trình bổ ích nữa để cho các anh em chúng ta ngày hôm nay giao lưu. K5 xin được phép vào trong. Mà trước khi vào bên trong, K5 muốn được xin các anh chị, cô chú, anh chị em, bạn bè cho K5 một tràng pháo tay ạ. Thank you rất là nhiều.
Các Nam sẽ vô trong thể hiện cái kiểu tóc này để một lát nữa dành thời gian lại cho các bạn còn ở bên trong. Và một lát nữa thì Ca Năm sẽ thực hành cái quấn, cái kỹ thuật quấn ở ngoài này. Vâng ạ, xin được cảm ơn Ca Năm rất nhiều. Và chúng ta giờ một chó tay dành tặng cho nhà tạo mẫu tóc Ca Năm và các bạn người mẫu của chúng ta được không ạ? Để cùng vào bên trong để chuẩn bị sẽ đến với phần trình diễn tiếp theo. Kính thưa quý vị khách quý cũng như tất cả chúng ta đã cùng thật ấn tượng với hai người mẫu đã xuất hiện trên sân khấu này. Đây đó là tóc 10 hoa hậu Việt Nam Tú Anh và cùng với siêu mẫu Bảo Ngọc qua kiểu tóc bơ ấn tượng bộ sưu tập Thu Đông. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày chúng ta thường có những bữa tiệc giao lưu gặp gỡ bạn bè, và mỗi lần xuất hiện thì chúng ta luôn có một sự mới lạ đặc biệt qua mái tóc của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ theo dõi phần trình diễn và giao lưu của nhà tạo mẫu tóc Hoàng Trang đến từ Salon Hoàng Trang tại địa chỉ 18/2 đường Nguyễn Cảnh Chương, quận 1. Xin một tràng pháo tay để cùng chào đón sự xuất hiện của nhà tạo mẫu tóc Hoàng Trang. Bảo Ngọc thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của người mẫu Ngọc Ái Yumi Dương và đặc biệt đó là nhà tạo mẫu tóc Hoàng Trang. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của Hoàng Trang trong chương trình biểu diễn ấn tượng ngày hôm nay. Xin mời người mẫu Ngọc Ái và Dương Mỹ Dương sẽ cùng với nhà tạo mẫu tổ tóc Hoàng Trang của chúng ta sẽ cùng thực hiện ngay sau đây, đó là phần mái tóc ấn tượng bộ sưu tập Thu Đông. Tuyệt vời.
Hãy cùng theo dõi Yumi Dương sẽ được thực hiện kiểu tóc gì như thế nào đấy ạ. Tạo màu tóc Hoàng Trang đến từ Salon Hoàng Trang tại địa chỉ 18/2 đường Nguyễn Khánh Chương, quận 1. Và bên cạnh đó thì chương trình của chúng ta còn rất nhiều phần trình diễn ấn tượng. Và vào cuối giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng tham dự chương trình rút thăm may mắn. Xin quý vị chúng ta vui lòng giữ thật kỹ tấm vé mời của mình và có những con số may mắn để chúng tôi sẽ thực hiện chương trình rút thăm may mắn. Cũng được thực hiện xong. Và ngay bây giờ xuất hiện trở lại trên sân khấu của chúng ta đó chính là 4 người mẫu trong bộ sưu tập tóc ấn tượng Thu Đông. Những tình cảm của tất cả quý vị dành tặng cho Hoàng Trang, lá đầu đề chúng tôi ghi nhận trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến,
hãy cùng nhìn ngắm lại với những kiểu tóc ấn tượng, bộ sưu tập Thu Đông. Cùng đến với chương trình của công ty mỹ phẩm Hồng Phước thì không biết cái cảm giác của bạn lúc này như thế nào, và có thể nói ngay cái cảm giác của bạn khi cùng tham gia chương trình, và có thể giới thiệu thêm một chút về bộ sưu tập ấn tượng Thu Đông mà bạn đang giới thiệu ngày hôm nay. Xin nhân đây thì Trang cảm ơn các quý quan khách đã đến chung vui trong chương trình đêm nay. Và như em cũng trả lời với chị là thật sự là em biết anh Út rất là lâu rồi, nhưng mà lần đầu tiên em hợp tác, em nhận show của anh thì em rất cảm ơn công ty đã tổ chức một cái sân chơi rất là vui để cho các nhà tạo mẫu thì mình có dịp mình giao lưu với nhau. Và Trang cũng nói là cái bộ sưu tập hiện tại Trang đang làm thì đây là bộ sưu tập Thu Đông, gam sắc màu vừa nóng và có lạnh. Và hai người mẫu nam của Trang á, là chủ đề là Black and White. Black and White. Rồi, bộ tay thật lớn cho bộ sưu tập Thu Đông ấn tượng của Trang được không ạ? Và Trang ơi, nếu như bạn đã nói thì đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình của công ty mỹ phẩm Hồng Phước, bởi vì rất nhiều chương trình anh Út đã tổ chức rồi và cũng rất ấn tượng, thì riêng bạn có cảm xúc như thế nào? Bạn có muốn nói điều gì với tất cả các nhà tạo mẫu tóc hay không? Trang rất vui khi đến chương trình này, và Trang cũng đi nhiều show nhưng mà lần đầu tiên thì mình làm việc với anh Út thì mình cũng cảm nhận một điều là anh Út đã tạo sân chơi cho các nhà tạo mẫu, và mình hy vọng là năm nay mình là người đầu tiên tạo sân chơi cho các anh em nhà tạo mẫu, và mình cũng hy vọng là năm sau và những năm sau nữa thì các anh chị trong ngành tóc cũng nên có những cái mà buổi chơi như thế này để chia sẻ với đồng nghiệp, và cũng là ủng hộ bên công ty, và cũng là chia sẻ những cái tình cảm và gắn bó với nhau. Mình hy vọng là năm sau sẽ hoành tráng hơn năm nay nữa ạ. Đồng ý không ạ? Cảm ơn nhà tạo mẫu tóc Hoàng Trang rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các nhà tạo mẫu tóc đã cùng tham gia rất nhiều và cùng đồng hành với anh Út trong thời gian qua. Và riêng bạn nữa, bạn cũng sẽ tham gia rất nhiều hơn nữa những chương trình và cùng tham gia với chúng tôi. Cảm ơn với món quà đặc biệt hôm nay bạn đem đến. Và chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công nhé. Xin cảm ơn bạn. Trang cảm ơn và xin chào mọi người. Rồi, cảm ơn Hoàng Trang. Xin cảm ơn các người mẫu với tiết mục vừa rồi. Và thưa quý vị thân mến, tất cả quý vị đang ngồi phía dưới đây là những vị khách quý. Và thưa quý vị, để công ty mỹ phẩm Hồng Phước được phát triển như ngày hôm nay, không thể nào thiếu được sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả quý vị khách hàng dành cho công ty mỹ phẩm Hồng Phước. Và chúng tôi xin được mời ngay sau đây sẽ là phần tôn vinh cho 10 salon có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty. Và xin được mời
Các anh chị có tên trong danh sách đại diện cho các salon, chúng ta sẽ nhanh chóng bước lên sân khấu để đài này để nhận được phần tặng hoa và cúp lưu niệm thay lời cảm ơn chân thành nhất đến 10 salon này. Xin được mời đại diện của salon Lâm tại địa chỉ khu 6 Lam Sơn, Phước Sơn, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Xin mời đại diện của salon Thái Thu đến từ địa chỉ số 14 đường 1/5 thành phố Vĩnh Long. Xin được mời đại diện của salon Xuân Anh đến từ địa chỉ 217/2 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi xin được mời đại diện của salon Ngọc Cẩm đến từ địa chỉ số 91 đường Nguyễn Trung Trực, thị xã Tân An, Long An. Xin được trân trọng kính mời đại diện của salon Isana đến từ địa chỉ số 41 Trương Công Định, phường 1, Đà Lạt. Xin được mời đại diện của salon Lily đến từ số 3A đường Trần Quang Diệu, nối dài, phường 13, quận 3. Chúng tôi xin được mời đại diện salon Ý Nhi đến từ địa chỉ 31 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Đà Lạt. Kính mời tiếp theo đại diện của salon Mỹ Thuật, quận 6, đến từ địa chỉ 453 đường Vĩnh Viễn, phường 6, quận 10. Và xin được mời tiếp theo đó chính là salon Chi đến từ địa chỉ 166 Bàn Cờ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chúng tôi xin được mời salon Ba Lê đến từ số 78 Trương Công Định, phường 1, thành phố Đà Lạt. Một lần nữa xin được mời các đại diện của salon Lâm, salon Thái Thu, salon Xuân Anh, salon Ngọc Cẩm, salon Isana, salon Lily, salon Ý Nhi, salon Mỹ Thuật, salon Chi và salon Ba Lê cùng bước lên sân khấu ngay bây giờ. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Phan Văn Úc, giám đốc công ty mỹ phẩm Hồng Phước sẽ lên trao hoa và cúp lưu niệm đến các salon thay lời cảm ơn chân thành nhất. Dạ. Và tất cả quý vị ơi, tất cả những anh chị đang ngồi đây có thể dành những tràng pháo tay dành tặng cho nhau những tình cảm quý báu khi chúng ta đang cùng đến với một chương trình thật ý nghĩa như thế này cho tất cả các anh chị, những người đam mê ngành tóc. Vâng. Vỗ tay thật lớn cho các salon đã gắn bó với công ty mỹ phẩm Hồng Phước của chúng tôi trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng trong những chương trình sau chúng tôi sẽ gặp gỡ rất nhiều hơn nữa và chắc chắn các anh chị ở đây chúng ta sẽ cùng đồng hành và ủng hộ cho công ty mỹ phẩm Hồng Phước nhiều hơn nữa và chúng ta sẽ cùng phát triển và thành công. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị ơi. Tất cả quý vị ở đây đều rất tuyệt vời ạ. Và tuyệt vời hơn nữa là chúng ta hãy cùng khuấy động và sôi động hơn trong chương trình ngày hôm nay. Những năm qua, bởi salon này luôn đồng hành và cùng phát triển với công ty mỹ phẩm Hồng Phước và chúng tôi đang thấy những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay rất chân tình và thân mật từ các quý vị, các đối tác, khách hàng thân thiết của chúng tôi. Xin mời đại diện salon Ý Nhi ạ. À. Quý báu nhất từ công ty mỹ phẩm Hồng Phước để tặng đến cho tất cả quý vị trong phần tôn vinh này.
chúc phát triển và thành công. Anh Phúc có thể bắt tay một cái bắt tay chân tình nữa. Và hy vọng rằng cái bắt tay này để khẳng định rằng là mối liên kết của các salon cùng với công ty mỹ phẩm Hồng Phước sẽ luôn luôn bền chặt. Vâng, và xin được một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Xin mời các chị chúng ta và trở về vị trí và tiền để cùng tiếp tục dự tiền trong ngày hôm nay và cùng theo dõi chương trình tiếp theo. Xin được cảm ơn các anh chị. Dạ. Xin chào, cảm ơn ông Phạm Văn Út rất nhiều. Và để nối tiếp chương trình ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhà tạo mẫu tóc Tân Color cùng với phần trình diễn tiếp theo. Không quên một tràng pháo tay cổ vũ thưa tất cả quý vị dành tặng cho Tân Color. Thay mặt cho anh em kỹ thuật công ty Hồng Phước Tân Color, hôm nay giới thiệu cái mẫu tất cả mấy anh em làm 20 mẫu màu khói, khói tím, khói xanh, khói blue, khói xám, khói sữa, tất cả 20 mẫu hôm nay trình diễn. Thì hôm nay một cái đầu thực tế ra anh em để một cái đầu lại để anh em mình làm thì dưỡng là được 35 phút rồi xong một cái đầu, quan trọng là cái nền thôi. Cái nền mình tẩy một lần hay là hai lần tùy vào cái chất tóc để mình nhìn lên cái màu xám như thế nào. Thì hôm nay kỹ thuật công ty mình nói để một cái màu để cho mình anh em mình hiểu về tại sao thích màu khói gì, màu xám gì tùy ý mình. Ví dụ như cái đầu này để mình làm đơn giản là từ chân ra tới ngọn oxy thế nào và mình pha vô như thế nào. Ví dụ như một người ta muốn màu xám tím thì cái mình pha tỷ lệ xám của 123 màu 011 rồi mix thêm 100% của màu 011 thì 20% của màu tím thì nó ra màu xám tím. Rồi xám xanh thì 20% của xám xanh cho riêng, còn blue thì mình chỉ mix chỉ có là 0.5% thôi nhé. Rồi. Cái đầu này mình làm màu xám chỉ 0.10 thôi để anh em mình cảm nhận. 35 phút là xong cái đầu này. Cái đầu này mình trong chân mình pha thì oxy 6, còn ở phần thân và ngọn mình pha oxy 9 011 của Tetema, mix 10% màu ray của Tetema. Các anh chị có thể nhìn lên màn hình để cùng xem với công thức nhuộm xám gray thân và ngọn tóc gray 1.1 với oxy 9% 30V và chân tóc gray 1.1 với oxy 6% 20V.
chương trình của chúng ta còn rất nhiều tiết mục hấp dẫn để chúng ta sẽ cùng chờ đón sự trở lại của các nhà tạo mẫu tóc tham gia chương trình ngày hôm nay qua những thành phẩm của họ. Và bên cạnh đó thì tất cả chúng ta sẽ tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng với những phần quà có giá trị giá 2 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng đang chờ đón quý vị. Cô thuốc xong 20 phút sau mình xả rồi mình có kết quả. Và cái tóc màu tóc này á, có một cái lý do là nhiều người hỏi là tại sao là giờ làm sao để cho nó giữ bền màu. Thì mình muốn bền màu á, thì lúc mình xả đó, lúc mình xả mát xa xả, mình lấy bớt thuốc ra và mình bôi phủ bóng vô. Nếu có dòng phủ bóng màu ác á, thì mình bôi vào ha, gọi là lúc đó là mình nén màu luôn. Hai á, là nếu không có phủ bóng á, thì mình lại không có cái phủ bóng màu ác á, thì mình lấy màu một chai, lúc mình xả mình gạt bớt thuốc ra và mình đưa phủ bóng một chai vô thì cái màu rất là bền. Còn không phía sau những màu khói này, cái hạt màu nằm ngoài sợi tóc, lúc mà mồ hôi bụi tỏa của con người ra, nhất là cái phần trên nó bị tỏa nhiệt ra thì nó bay theo thời gian, không cần gội đầu nó cũng bay nữa. Thì mình muốn bền thì mình phủ bóng vô để cho nó nén những cái màu ở trong, nó bọc cái lớp silicone bọc bọc ngoài thì nó bền màu hơn. Rồi mình thuộc nhường lại ghế cho nhau. Trong khi chúng ta sẽ cùng chờ đợi với những thành quả của các nhà tạo màu tóc tham gia chương trình ngày hôm nay, thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy khuấy động hơn với chương trình của chúng ta qua phần trình diễn của DJ Nguyễn Nhạc. Số động lên nào quý vị ơi, và chuẩn bị những lớp học của mình tham dự chương trình rất là chúc mừng nha quý vị. Thank you.
trường thì chúng tôi cũng xin thông báo là tất cả các nhà tạo mẫu tóc của chúng tôi đang còn hoàn thành với những giai đoạn cuối cùng của những kiểu tóc mà các nhà tạo mẫu tóc đang giới thiệu ngày hôm nay qua những kiểu nhuộm, kiểu bới tóc cũng như kiểu cắt tóc. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ít phút nữa thì chúng ta sẽ gặp gỡ sự trở lại của các bạn người mẫu cùng với các nhà tạo mẫu tóc của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng ta cùng xem với các người mẫu chúng tôi trên tay, đó là những sản phẩm 1, 2, 3 và cùng hãy cùng chiêm ngưỡng với các người mẫu của chúng tôi những kiểu tóc nhuộm màu xám. Và chúng tôi xin mời các bạn. Xin một chỗ tay dành tặng cho các người mẫu với sản phẩm 1, 2, 3. Mẫu trên tay là những sản phẩm 1, 2, 3 và chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại với những kiểu tóc của các bạn đã được thực hiện chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay với những tông màu xám. Thank you.
lần nữa hãy cùng nhìn ngắm lại phần trình diễn thời trang tóc qua các tông màu xám, xám xanh ngọc, xám tím, qua bàn tay thể hiện của nhà tạo mẫu tóc Sơn Vương và đặc biệt là sản phẩm vẽ tạo hình trên tóc của nhà tạo mẫu tóc Nhân đến từ Huế. Và với các bạn người mẫu trên tay các bạn đang cầm đó chính là sản phẩm nhuộm 1, 2, 3. Vương có mặt ngày hôm nay, những tác phẩm của Vương làm là sám khói, sám sữa, sám xanh và sám tím. Vương được thực hiện cái nền là level 11. Khi đó cái sám khói này là Vương làm 0.11 pha với lại tỷ lệ là 100 mil cộng với 10 mil của ray tetama. Còn mẫu này là tông cũng 11, màu ngoài là 011, còn ở trong là 011 cộng với lại ray. Ở trong Vương luôn luôn tất cả những mẫu của Vương đi là ở trong gốc body oxy 3, còn ở ngoài đi nữa oxy 6 và oxy 9. Còn mẫu này của Vương là label 11, ở ngoài cũng là một công thức 011 cộng mít tím 100 mil, 011 và 10 mil màu tím. Ở trong Vương đi oxy 3, ở ngoài Vương đi oxy nửa, oxy 9 và oxy 6. Tóc này của Vương cũng đi level 11 xong, ở ngoài đi 0.11 cộng mid gain một chén, đều là công thức hết, nhưng một chén là ở trong gốc Vương đi oxy 3, ở ngoài Vương đi oxy nửa, oxy 9 và oxy 6. Còn mẫu tóc này sám trắng level 12, Vương đi 9.11 của Tetema, sử dụng oxy 9%. Còn mẫu này level 12, Vương đi ở ngoài là oxy 9% cộng với lại 9.11 của Tetema, ở trên này Vương đi màu ray cộng oxy 6%. Vương xin hết ạ. Vỗ tay lần nữa cho Sơn Vương ạ. Cảm ơn bạn và chúng ta hãy dành một chỗ tay nữa dành tặng cho bạn và các người mẫu tuyệt vời của chúng tôi ngày hôm nay. Sẽ mời tất cả quý vị chúng ta tham dự bốc thăm trúng thưởng và chúng ta sẽ bốc một giải trước nha quý vị, đó là giải trị giá 2 triệu đồng. Và xin mời thùng phiếu bốc thăm cùng với anh Thư ra sân khấu ạ. Và có thể nhờ một vị khách ngẫu nhiên giúp cho anh Thư lá thăm đầu tiên được không ạ? Dạ. Rồi, xin
lại gây thùng phiếu bốc thăm ngay bây giờ. Vâng, con xin mời bạn. Bạn giơ tay dùng hả? Rồi lên sân khấu cùng anh Thư đi ạ. Để chúng ta sẽ cùng nhờ một vị khách ngẫu nhiên sẽ cùng tham dự rút thăm trúng thưởng, và chúng ta sẽ đến với giải 2 triệu đồng trước. Xen kẽ thì chúng ta sẽ có những phần quà bất ngờ cuối giờ nữa. Nên bây giờ thì xin mời bạn hãy cùng tốt thùng phiếu này lên nhé. Ồ, bạn này có chiều cao vượt tầm quá cả người mẫu và MC. Rồi, bây giờ em hãy cùng quay xuống khán giả để cùng đọc lên lớn hơn với tất cả các anh chị là em đang cầm trên tay số mấy nha. Đọc chậm nha. Trên tay của em đang là số 82. 82. Rồi, nói đọc chậm thôi, đọc liền vậy đó. 82 có không ạ? À? Đâu, giơ lên. Không có hả? Giờ mấy anh làm hết hồn. Em tưởng sao số 82 là nguyên một nhóm được lãnh thưởng luôn ạ. À. 82 có không ạ? À? Rồi, chưa kịp đến luôn. Bởi vì nguyên tắc khi mà chúng ta cùng đếm số thì nếu không có thì chúng tôi quyết định số khác. Nhưng mà bạn la lên đây. Rồi, chúng ta kiểm tra đi nha. Kiểm tra có phải số 82 không em? Vâng, và chính xác thưa quý vị, số 82. Và trên tay bạn đang là nhà tạo màu tóc Dũng đến từ Nhà Bè. Xin chúc mừng. Dạ, chúc mừng bạn và cảm ơn em rất nhiều nha. Em có một chiều cao rất ấn tượng, một người mẫu tương lai. Rồi, cảm ơn em. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Úc. Dạ, anh xin chào với phần quà này. Một tay thật lớn thưa tất cả quý vị. Xin được chúc mừng. Và yên tâm, món quà xin được vượt miếng ngay. Bạn đang cầm vào tóc bản tượng trưng và liên hệ ban tổ chức để lấy quà. Rồi, cảm ơn. Chúng ta sẽ chờ đợi với giải thưởng của 5 triệu và 10 triệu sẽ ít phút nữa. Và chúng ta cùng vào bên trong. Chịu không ạ? À? Chịu thì cho anh Thương nghe một trọng hơi thật lớn ạ. À. Bởi vì quay trở lại sân khấu này bốc thăm chứ được. Tầm như cuối giờ, các anh chị chúng ta lại vỗ tay nhỏ quá ạ. À. Vỗ tay lớn không ạ? À? Bởi vì MC không được nói lớn, nhưng mà quý vị có thể vỗ tay lớn. Rồi, mời anh lên sân khấu với em ạ. À. Anh muốn là bốc thăm giùm em. Dạ. Trọng trách treo tay của anh. Rồi. Hay quá anh em ơi. Em biết gì đó nè. Anh thật thực phiếu lên rồi em sẽ nhờ anh đọc bốc thăm. Một lá thăm. Phải không? Con anh không có được bóc lần thứ hai đâu mà nhìn phiếu, trời đất ơi. Bây giờ con số nào, đọc từng số cho em. Chị buồn cái nam luôn. Lỗi phải do tôi. Lỗi là do số phận. 54. Dạ cộng lại cũng số 9 á anh. 54, cảm ơn anh. Dạ không sao, mọi người không trách anh đâu. Em cảm ơn anh, đừng có tiếc nuối đi số phần khảo. Trời ơi, mở tay lớn cho anh nè. À. Và số 54 có không ạ? À? Mở tay lớn cho chị đi ạ. À. Đây, em mời chị lên sân khấu. À, anh ấy nói là lỗi không phải tôi mà lỗi số phận, mà anh còn quay lại cùng em mà nhìn anh nhìn vô đây mà thấy số 99 được em chết liền á. Trời ơi, dạ em cảm ơn chị. Chị số 54 rồi. Và chị em đến từ quận 8. Sa Long An đến từ quận 8 thưa quý vị, với số 54. Vỗ tay lớn cho chị. À, chị vui vẻ. Đây, anh Út phía sau lưng em liền. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn ông Phan Văn Út. Và chúng ta còn một giải thưởng 10 triệu đồng thưa quý vị, chúng ta chờ ít phút nữa. Thôi bây giờ em với chị vào sân khấu liền. Mọi người ơi, nấu nhiệt lên tí nè mọi người ơi. Cho nó vui vui không khí ra. Đây là một cái mái tóc màu đỏ ánh tím và mang một cái sắc tố của cô gái Hà Nội. Đây là cái màu mà khi mà ta đã xử lý qua cái uống và cùng lúc phối màu. Thì cũng như hồi nãy ca Năm nói là cái tóc này mà mình canh và mình xem xét qua cái nhiệt của tóc và nhiệt thuốc để mình cân đối vào, thì có thể là mọi người ở dưới đó không có thể thấy được kỹ hết tất cả về cái màu ở trên đây. Nhưng mà cho ca Năm hỏi từ xa, các bạn có thấy màu đỏ tiếp chưa vậy? Hay là nó bị cái ánh đèn nó chá ra nó thành vàng? Thì bây giờ bước tiếp theo là ca Năm sẽ lên dục. Thông thường á, là cái tóc này là nó chụp bằng cái tóc ẩm chứ không phải là tóc khô như thế này. Nhưng tại vì muốn cho mọi người thấy là khi mình mềm hóa xong, vừa mềm hóa mà vừa có màu, thì thành ra là cái Năm sấy khô.
Lúc bây giờ chuẩn bị quấn thì các anh sẽ cho nước cho vào tạo độ ẩm. Vậy bây giờ các anh xin phép quấn cái tóc này nhé. Tóc này ra khá là bóng nha mọi người. Và cũng như ban đầu các năm nói, khi mà cái tóc này một thời gian sau cái màu nó có nhợt đi á, thì về nhà mà người khách người ta muốn yêu cầu cái màu cho nó mới là như ban đầu ấy, thì mình chỉ cần cho cái màu 0.5 vào và cái màu gốc 0.66. Em ngồi thẳng lên. Rồi cái màu ở trên hình nó tím quá. Thì uống sân sống nước là ta cần phải có một cái hình gọi là hình hộp để lên chụp, nó phải cân đối là chuẩn. Và hai bên ta chia ra một trái một phải, mỗi một bên ta quấn mỗi một tay cho nó đều. Và đồng thời là ta chia ra hai mảng ở ngoài trước mỗi bên một cây và hai mảng ngoài sau mỗi bên một cây, theo cái bán kính hình tròn là 4 cây chụp. Bây giờ là chuẩn bị một bước khó khăn cho ca năm là quá lùn của cô người mẫu này, quá cao không biết quấn như thế nào ở trên. Vậy là phải lấy ghế đứng lên rồi. Nói đùa chứ em cao thiệt em. Tiếp chúng ta phải cho nó tơ ra, tức là đồng nghĩa
một mảng ôm vào, một mảng khuyết. Thì cái mảng ôm vào phải tơ ra, phải dùng cây lược chải tơ ra. Và tiếp theo là ta cũng căng bằng cái lọn này, siết chặt. Đến tới đây ta xe, siết chặt. Cái tóc này quá dài, quấn ba vòng thì đã hết cây. Bây giờ khi mà ta quấn là ta quấn tới đuôi, thì cái phần đuôi này thông thường là ta phải bảo vệ lại để tránh nhiệt và khô sơ. Thì phần giấy này ta gói gọn cái phần đuôi lại, ta cũng căng bằng cái phần giấy này vào. Có hai cách để băng cái chuột cho nó chặn. Một cách là khi ta băng cho chung từ đây ra đây, băng ngang. Nhưng còn một cách nữa mà ta có thể tạo ra cái máy của ta hai chiều, tức là ta băng cái giấy này đè lên trên một cái sợi tóc, đè lên thân cây, và ta băng dây chuông hai đồng. Thứ nhất là bảo vệ da đầu không nóng da đầu người khác. Thứ hai là ta có thể tạo ra thêm một việc nữa, là cái nhiệt nó đốt ở trong cái trục bi ga, nó nóng, nó sẽ tạo ra cái hơi nước nó sẽ vô ke trong cái mút này, nó sẽ không thoát ra cái hơi ẩm mà nó lại truyền ngược vô tóc, tạo ra độ bóng nhất định. Bây giờ cũng như là như thế, thời gian cũng không có nhiều, thì K5 sẽ xin phép vô cánh gà quấn. Nhưng mà bây giờ K5 quấn ở bên đây một cái rồi, thì bên đây K5 quấn thêm một cái nữa, nó sẽ khác hoàn toàn cái cách quấn vừa rồi. Thì K5 chia sẻ thì hai lô quấn như thế này, xong rồi sau đó sẽ nhường tiếp một chương trình cho một số bạn. Thông thường ta cũng đi đưa cái lớp tóc ra, chưa bắt quên mất. Nhớ nha anh chị em, có thể là nhớ là khi mình bắt cái lằn tóc bao giờ nó phải ngay hàng hết. Ở bên đây khi mà ta thuận tay phải, thì bên đây ta cũng có thể dùng cái động tác của tay phải, nhưng mà ngược lại là ta phải đứng ngược về cái tư thế. Đứng ngược về cái này nó hơi khó khăn cho cái người thuận bên tay phải mà quấn. Mà khó khăn nhất là cô bé này cao quá. Em ơi đứng lên giúp anh. Em đứng lên xong rồi anh ngồi nhẹ xuống cái để anh quấn cái cây này cho nó. Đúng rồi, tại vì anh lùn quá. Không, em ngồi xuống như này nè, phong cách không? Đấy, nữa đi, giống anh nè. Thấy không? Đấy, kéo cái này kìa. Đây mọi người lưu ý nhé, khi mình đứng về bên đây và mình đưa cái cây này cũng y như thao tác đấy, mà mình ôm vào tới đây mình cũng xoay ra. Cái này mình làm tay mình rất là chắc, và đồng thời ở đây mình cũng chảy ra.
Thì K5 đã hoàn thành quấn hai bên, mỗi bên một cây. Nhưng mà cho phép K5 hỏi anh chị em một câu là anh chị em có muốn K5 quấn hết cái đầu này không, hay là để K5 vô trong quấn để nhường sân khấu lại cho mọi người? Bởi vì cái kỹ thuật quấn tóc này chúng ta phải xem xét là cái nơi ta đứng và cái nơi mà ta phải bắt cái lớp tóc ra. Và cái mảng, đây là cái cây xương, thì cái mảng nào mà ta không muốn cho nó gãy sống thì ta để nó ôm, để nó ôm như thế này, ôm lên trên cái thân tay. Và cái mảng nào mà ta quấn thì ta đưa lên tới trên đây, thì đồng thời ta mới xây chặt cái mảng này lại, khuyết chặt nó lại. Thì đồng thời là ta lấy ngón tay này ta đè ngay trong cái khuyết đấy. Nếu như để tóc đùng như thế này mà quấn thì tóc da sẽ bị nhừ, không có được cái lọn sóng. Và ngược lại, ta xe nó ra bản bự như thế này, ta đưa nó vô một bản bự như đây thì nó ôm vô đều một cái cây. Và đồng thời nó chỉ ở đây là nó chỉ là khuyết. Thì cũng như cái cây này, em stay qua đây. Đây là quay làm sao mà có thể thấy được ở trên, có thể quay vô cái này để nhìn thấy được cái lỗi. Giờ quay xuống đây. Đây mọi người có thấy được cái lỗi này nhiều không ạ? Tức là nó có một cái khúc khuyết ấy. Đây rồi, đúng rồi. Cái này là mình, cái cây nó ngắn, cái cây ngắn quá thì thành ra cái tóc dài quá. Nếu như mình áp dụng uốn ở dưới đuôi không thì rất là đủ cây. Em đưa cái dây chuông ra cho anh. Đây ạ, K5 thực hiện lại một cái test tóc ở dưới đuôi. To, ta ôm lên. Và một đầu thân cây, ta ôm một mảng tóc này vào. Đồng thời ta xây. Lưu ý là chưa được xây, khi nó đi hết cái đuôi tóc này chưa được xây. Và lên tới trên cái vòng cao này thì chúng ta mới xây. Ta xe một vòng bự nó đi thì nó sẽ có một cái điểm khuyết ở đây, ta giữ ngay cái điểm khuyết, tóc nó sẽ không bị chạy. Và ta viết tiếp. Khi lên tới trên đây đồng thời ta lại xây tiếp. Đây nó sẽ đi vòng như thế này. Nó sẽ đi vòng. Một mảng ở trên đây nhất định nó sẽ đi vòng đều. Và một mảng ở dưới đây nó chỉ là cái mảng ôm cho tóc, nó không phải là một mảng đi vòng. Thì khi cái cây diệt này, đưa cái này ra. Bây giờ K5 ví dụ như cái cây này đã được quấn một thời gian nãy giờ tối đa khoảng tầm 5 phút, thì K5 sẽ tháo nhẹ nhàng một cách để cho anh chị em có thể hình dung. Nếu như nó đã được săn gút thì tất cả nó sẽ gãy sống. Và đồng thời nó sẽ lên sống rất là nét. Và khi mà ta chọn cái cây, ta chọn cái chục, nếu như ta muốn những cái sới này nó to và nó khoảng cách dài thì ta nên lấy cái chục tầm 19. Hiện tại bây giờ cái chục mà K5 đang cầm ở đây chỉ là 15. Một cái khoảng cách nó bị ngắn. Nhưng lưu ý cái chục càng to thì ta càng siết thật là chặt tay. Ta siết lỏng tay thì nó sẽ không ra được. Và những cái lọn như thế này có một cái cách gọi đầu, một cách xả hoàn toàn khác. Xả tóc này và gọi đầu này chỉ là đưa những cái ngón tay vào gãi nhẹ bên trong. Đồng thời bên đuôi là chỉ để cho khách người ta ngã xuống và bóp lên là chính.
Nhưng khi ngược lại tóc xoăn sóng nước này, người thợ mình sử dụng đẹp cho khách, không đẹp bằng người khách tự sử dụng ở nhà. Đây là một điều mà K5 khẳng định. Bởi vì bản thân K5 làm ra cho khách, tạo kiểu cho khách. Khách đi về nhà, khách dùng, khách tự tạo kiểu đẹp hơn K5 làm. Đấy, tại vì khi một người phụ nữ người ta đưa cái mái tóc hết bên đây, người ta bóp nó lên, nó đều cái đôi tay và người ta dưỡng nó tự nhiên. Còn mình phải dùng cái lo sấy và mình phải dùng dao. Mình phải dùng cái xả khô gọi dạng dao để mình bóp nó lên. Xong sau đó mình sấy lo và cái động tác của mình đứng ở ngoài sau, mình đứng mình chải cho khách. Nó sẽ không căng bằng đôi tay. Nhưng ngược lại người khách người ta tự xử lý hoặc để tự khô hoặc là người ta tự sấy, nó đẹp hoàn hảo luôn. Thì K5 muốn hỏi là cái tóc này cái thời gian quấn và cái thời gian ngồi nhiệt, cái thời gian cho thuốc hai, cho đến cái quá trình kết thúc tạo kiểu xong cái tóc này là nó phải rơi vào tầm 11 giờ rưỡi đến 12 giờ. Thì anh chị em chúng ta có thể ở đây nhiệt tình với K5 cho đến hết thời gian. Có không ạ? À? Nếu như không có thì K5 có một ý kiến. Tóc này K5 sẽ làm và khuôn mặt rất là xinh xắn của cô bé này. Và công ty Hồng Phước sẽ hứa hẹn gửi một cái clip hoàn hảo của cái tóc này đến anh chị em. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhường chương trình lại cho một số anh chị em khác. Ok chưa ạ? Thì như vậy thì K5 xin phép chia sẻ qua cái thử mềm quá và đồng thời lên màu là bước 1 đã thành công, là đã có màu rất là đẹp, tươi, bền. Thứ hai là cái cách chia sẻ quấn trục của K5 cũng là những yếu tố quan trọng của một cái xoăn sóng nước rồi. Chỉ còn cái kết quả cuối cùng, K5 xin phép có thể hẹn lại gửi kết quả cho anh chị em một ngày gần nhất, dựa qua Facebook cũng như là dựa qua những cái clip trên thông tin mạng hoặc là YouTube. Bởi vì ngày hôm nay K5 nói thật là không có một đủ một cái thời gian để thể hiện được cái tóc này hết. Bởi vì trong cái quá trình người diễn phải có khán giả. Nhưng mà K5 làm ở đây một mình, anh chị em về hết K5 buồn xuống hết tinh thần đấy. Anh chị em có đồng ý không ạ? Đồng ý vỗ tay to ạ. Rất là cảm ơn nhiều. Thì cái tóc này K5 sẽ mạng phép để cái lô này cho những anh chị em khác người ta diễn xong. Cuối chương trình một chút xíu nữa, khoảng tầm 15 phút thôi, K5 sẽ bỏ cái này ra thì anh chị em cũng sẽ thấy nó chín rồi. Tức là sẽ cho vô ngồi nhiệt cái tóc này luôn. Đấy. Chỉ một tép tóc thôi anh chị em đã thấy được cái chất lượng của sản phẩm uống phối mồm là như thế nào. Và cái kiểu tóc được tạo ra sóng xăng sóng nước, cái cách làm thủ công nó như thế nào. Ok, K5 xin phép được cảm ơn anh chị em rất là nhiều và nhiều sân khấu. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà tạo màu tóc K5, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, và để tiếp nối chương trình ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ hướng lên sân khấu để cùng gặp gỡ phần trình diễn của các nhà tạo màu tóc của chúng ta. Tiếp theo chúng ta chào đón sự trở lại của Miss Lina Kim cùng với Mr. Hong. Và họ đã cùng từ đất nước Hàn Quốc xa xôi cũng như tại Seoul để về đến Việt Nam chúng ta tham dự chương trình ngày hôm nay của công ty mỹ phẩm Hồng Phước. Và những tấm chân tình của tất cả quý vị khách quý, chúng ta có thể dành những tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho Miss Lina Kim và Mr. Hong ạ. Xin chào đón sự trở lại của họ. All of the people start to rush, start to rush by. Love is a twisted dance, can't build a dream of man. Where all my keys, I left my phone, phone. Damn.
được nhìn lại với các kiểu tóc của chúng tôi đang được thực hiện trong ngày hôm nay. Và lúc nãy thì chúng tôi đã mời hai nhà tạo mẫu tóc đến từ Hàn Quốc cùng vào phía bên trong để hoàn thành những thành quả các kiểu tóc nhuộm và kiểu tóc cắt theo phong cách Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng thành phẩm của những mái tóc thật đẹp này. Hãy vỗ tay thật lớn và kéo dài hơn nữa, dù rằng là cuối giờ chương trình của chúng ta họ đã cùng thể hiện hết mình trong một thời gian ngắn nhất để hoàn thành những kiểu tóc này. Cùng mời chờ đợi thêm nữa với hoàn thành tóc của nhà tạo mẫu tóc Hanam cũng như là Tân Color, thì tất cả chúng tôi cũng mong muốn rằng là quý vị sẽ ở đến cuối giờ cùng với chúng tôi. Quý vị đồng ý không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Cho em thử hỏi câu hỏi, tại vì thật sự cuối giờ là bên phía nhà hàng không cho MC được nói lớn hơn nữa, nên là nếu như anh Thư nói không nghe rõ lắm thì quý vị cũng bỏ qua. Và chỉ hỏi một câu cuối cùng là quý vị có đồng ý rằng là chúng ta sẽ ở đến cuối chương trình được không ạ? Cho anh Thư nghe những tràng pháo tay, quý vị đồng ý được không ạ? Dạ, không, bởi vì chúng ta còn đến hai nhà tạo mẫu tóc sẽ hoàn thành xong về kiểu tóc của mình. Và quý vị ở cuối giờ là chúng tôi cũng thấy tấm chân tình của quý vị. Và hy vọng rằng với chương trình của chúng ta sẽ mỗi năm sẽ được tổ chức hoành tráng hơn và càng đông hơn các nhà tạo mẫu tóc đến từ khắp nơi, từ toàn quốc cũng như là những vị nhà tạo mẫu tóc từ nước ngoài cùng về với chúng ta, để chúng ta sẽ cùng giao lưu, chia sẻ và cùng có những phần trình diễn thật ấn tượng từ các nhà tạo màu tóc. Và bây giờ thì cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh bên anh Thư đây để mà chúng ta sẽ tham gia rút thăm trúng thưởng cho giải 10 triệu, quý vị đồng ý không ạ? Quý vị không đồng ý luôn. Hay là cuối giờ chúng ta thấy hơi mệt rồi. Dạ, vậy thì bây giờ để không làm mất thời gian nữa mà chúng ta sẽ bắt thăm ngay với giải thưởng 10 triệu đồng này nha. Và bây giờ xin được mời một cánh tay giúp cho anh Thư cùng lên sân khấu này để giúp cho em bắt hoa mặt. Có một bạn nữ nào không? Dạ, không chịu. À, tại vì thấy có một cái bạn đang ép phía sau lưng thì đang định nhờ bạn ấy. Đây này, cái bạn đang ngồi cạnh cạnh anh đó. Lên sân khấu với anh Thư được không ạ? Không chịu. Rồi, vậy thôi anh chị nào giơ tay ngẫu nhiên giúp cho anh Thư lên sân khấu ạ? Anh chị nào ạ? À, dạ em kìa. Vỗ tay lớn cho anh đi. Đó. Rồi anh ơi, anh nhìn xuống nha, rồi anh hãy quay xào lên. Thôi vậy thôi, giờ anh em cho anh 5 phút để anh tìm phòng phiếu này lên. Rồi bây giờ giải thưởng là 10 triệu đồng, nên là chúng ta đừng đọc số liền mà chúng ta đọc theo hàng chục và hàng đơn vị anh nhé, bởi vì anh đọc liền mọi người sẽ tìm đó. Anh thấy số mấy? Con số đầu tiên. Anh thấy số mấy? Không, 13. 13 có mấy nữa? Anh nói luôn một lần 13 chứ gì vậy? Con số đầu tiên. Con số 9. Ai có số 9 không ạ? Có số 9 hàng chục không ạ? Giơ tay lên cho em thấy đi ạ. À. Rồi. Cái hàng đơn vị anh số mấy? Hàng đơn vị anh số mấy để em biết luôn ạ. À. 90 mấy? Quý vị muốn 9 mấy ạ? À? 90 mà Hoàng đẹp hỏi là 2. Đây là 9 ạ. À. 90. 3. Trời, số 93 giọng anh lớn hơn Kim cả Metro luôn. 93 có không ạ? Anh từ từ đợi đi, nếu không có chúng ta sẽ bắt thăm đó ha. 93 có không ạ? 93 được. Rồi có. Đó rồi anh. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh. Không giận nha, lúc nãy chỉ thấy con số 3 thôi mà anh đoán luôn số mấy luôn nè. Em phục anh luôn. Dạ. Rồi, anh Út đã cùng lên thì cho anh Thư kiểm tra lá phiếu này của bạn chính nha. Vâng, số 93, Ngọc Diễm đến từ quận Tân Bình. Rồi.
Chúc mừng Ngọc Diễm, vô tay lớn cho Ngọc Diễm ạ. Và bây giờ kính mời ông Phan Văn Út cùng trao món quà 10 triệu này. Vâng, cuối giờ thì biết rằng là quý vị ơi, các anh chị có hơi đuối thì chúng ta vỗ tay lớn đi ạ. À, bởi vì chúng tôi trên sân khấu cũng thực hiện chương trình này cũng rất là nhiệt tâm, và hy vọng quý vị cũng dành tình cảm cho chúng tôi. Xin cảm ơn ông Phan Văn Út. Và bây giờ xin mời Tân Khoa Lan. Cái màu hồi này, cái màu xám hồi này rửa tiếng hồ trước, giờ kết quả là xong, tôi đẹp lên em ơi. Cái xám này là 011123 ha, mix 10% màu Ray Tetema trong chương oxy 6 ngoài oxy 9 ha. Để tiếng sau kết quả có ai lấy cảm nhận, cái này chị sấy khô nha, cái này mình không có phủ bóng hay gì hết, mình chỉ khách cảm nhận là chỉ có một lần mình nhuộm như vậy thôi. Còn mình buồn phủ bóng á, thì lúc đó mình thích mình phủ bóng, hoặc là mình xả xong mình phủ bóng vẫn được ha. Nó còn hơi ẩm, có cái màu xám ha. Dài ngắn nó đều được, người ta nghĩ là màu dài không có ra xám được, nhưng mà kết quả nó vẫn ra ok. Còn gì nữa? Xin được cảm ơn Tân Khoa Lan. Và bây giờ một lần nữa chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị, cuối chương trình chúng ta hãy nhìn ngắm lại tất cả các bạn người mẫu tham gia chương trình ngày hôm nay với các nhà tạo mẫu tóc của chúng tôi đã thể hiện mình với chương trình Seoul Hồ Chí Minh Hairstyle Symposium. We'll be right back.